Dạ, phần năm thì cái phương phương hướng tới thì phụ âm các cái chương trình để phục vụ việc giảng dạy, trong đó thì chương trình nghi lễ, tất cả các nghi lễ là quốc tế hàng dâm, hàng thần và hàng thánh, tiểu đại tường. Dạ, kính thưa quý vị, bộ phận công nghiệp nhà toàn thánh năm qua đã có hướng dương lên, tuy cơ sở vật chất, thiết bị, máy móc phụ âm đã được tài chính rất còn eo hẹp. Tuy nhiên, trong năm Quý Mão, bộ phận công nghiệp được ban cai quản ban nhà toàn thánh cùng toàn thể chức trách nhân viên cùng học viên hỗ trợ kinh phí để xây dựng lớp học nơi khu tiếp lễ nhạc đường. Nhưng không lẽ vì lẽ ấy mà toàn thể chức trách nhân viên bộ phận công nghiệp không chờ lần vẫn phấn đấu giữa khó khăn để cố gắng hoàn thành trách nhiệm của hội thánh lễ diện và ban cai quản nhà đã giao phó. Tiểu đệ cũng mong rằng trong năm mới, năm Giáp Thìn 2024, niên đạo 99 bộ phận công nghiệp nhà toàn thánh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có một thành tích kết quả mỹ mãn. Dạ, vậy trước khi là một lần nữa tiểu đệ thay mặt bộ phận công nghiệp nhà toàn thánh cầu nguyện lên trên ba lên lành cho quý vị và gửi lời chúc sức khỏe đến lễ diện toàn thánh ban nhạc cơ quan nhà toàn thánh cùng với chúng ta nhân viên ban nhạc cùng các em học viên và quý quan khách một năm mới gia quyến an khang thịnh vượng, sức khỏe gia tăng, gia đình viên viên hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào. Phần diễn trình của các em học viên, kính thưa quý vị, được một phần tu nghiệp cố công của các vị giảng huấn viên đào tạo cho các em học viên, tuy chưa đạt được một kết quả khả quan nhưng cũng là một sự kiện thầy già trò đã cảm thấy. Nhưng ngày hôm nay trong 6 tháng để bế giảng khóa học, các em học viên trong 3 lớp căn bản bổ sung và nâng cao xin diễn trình lại cho thượng thống lễ diện ban cai quản cùng quý chức sắc được xem và có ý kiến đóng góp. Đầu tiên là lớp căn bản, xin mời các em học viên lên diễn trình. Đầu tiên là trống nghinh thiên, xin mời các em. Thank you.
tiếp theo là tiết mục Chầu Đạo. Thank you.
Thank you.
các em sẽ diễn trình bài hạ Nam Xuân nhạc cụ đờn tranh được thể hiện tam tấu. Xin mời các em. Thank you.
Kính Hội Thánh, kính Hiền Quân, nguyện thuận thấp lễ diệm Hội Thánh, kính quý bộ phận trực thuộc ban nhạc Hội Thánh, kính quý đại biểu, khách mời cùng quý học viên thân mến. Kính thưa quý vị, trước tiên xin chào mừng và lời thăm hỏi chân tình đến chư quý vị tham dự buổi lễ tổng kết của bộ phận tu nghiệp hôm nay. Thấm thoát mà đã hết năm cũ, năm Quý Mão 2023, và chúng ta chuẩn bị đón mừng mùa xuân mới, năm Giáp Thìn 2024. Trong những ngày tất bật cuối năm, với bao công việc phải làm trong cuộc sống và trong trách nhiệm đạo sự, nhằm kiểm tra lại việc hành đạo của năm Quý Mão, hôm nay bộ phận tu nghiệp tổ chức buổi lễ tổng kết quá trình hành đạo trong năm qua, những thành quả mà đạt được của bộ phận tu nghiệp, nhằm đánh giá sự hy sinh, sự cố gắng vượt trội của quý anh em rất đáng khen ngợi và biểu dương. Kính thưa chư anh hữu, Niên đạo đã bước sang năm đạo 99, quý ngài tiền bối và các bậc đàn anh của chúng ta lần lượt đã phúc phóng. Hiện tại cơ bộ nhạc mà nên chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ và bảo tồn, đó là trọng trách mà mỗi chức sắc ba nhạc đều nghĩ đến và phải có trách nhiệm. Qua cái việc mà tiếp nhận học đường bộ nhạc nơi cơ quan tiếp đệ nhạc đường, bộ phận tu nghiệp đã tích cực làm việc và thành lập ban giảng huấn, xin ban nhạc mở lớp cơ bản bổ sung và nâng cao để học viên tùy theo trình độ để tham gia học tập. Qua kết quả đạt được, ban nhạc xin ghi nhận những đóng góp tích cực của các giảng huấn viên. Sự miệt mài học hỏi của các học viên và sự quản lý tốt của quý lãnh đạo bộ phận tu nghiệp thật là rất trân trọng và khích lệ. Với thành quả tốt đẹp này, ban nhạc chờ sự tiến bộ kế tiếp cho năm mới và mong sự tiến bộ này được duy trì trong cái tình đam mê nghệ thuật âm nhạc mà quý tiền bối đã còn lưu lại cho chúng ta. Trước khi hết lời, trước thềm năm mới, kính chúc quý chức sắc, quý đại biểu cùng tất cả quý anh em một năm mới an khang và thịnh vượng, và nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu ban nhiều học ân cho chư quý vị. Này, xin mời quý trưởng phó các bộ phận có ý kiến đóng góp thêm không ạ? Tiếp theo, các cơ quan ban nhạc có món quà đến các bộ phận tu nghiệp
Xin mời đại diện nhận cao. Dạ, xin chúc phận, kính mời thành viên cơ bản ban nhạc theo phần mời. Bộ bản của mẹ thì có nhiều cái cố gắng, như là các diễn giảng viên thì đáng lẽ là tôi là nhà cái ban nhạc, tôi cũng khen có món quà, tôi cũng gửi có món quà để tặng cho bộ bản của mẹ nè. Nhưng mà tập đọc thôi thì tạm thời, bây giờ tặng món quà nhỏ để nhiều sức khỏe, an khang hạnh phúc. Kính trưởng huynh giáo sư quyền thượng thống thể diện tòa thánh, kính ban cai quản ban nhạc tòa thánh, kính quý hiền huynh trưởng phó bộ phận công nghiệp tòa thánh, kính quý hiền huynh trưởng phó ba phiên nhạc cùng bộ phận trực thuộc ban nhạc tòa thánh, kính quý bạn học viên, được đại diện thay lời quý bạn học viên, tiểu đệ có đôi lời phát biểu trong ngày bế giảng khóa học 6 tháng vừa qua. Lời đầu tiên tiểu đệ đại diện cho các bạn học viên, chúng em xin trân trọng cúi đầu gửi lời chào chúc sức khỏe đến trưởng huynh giáo sư quyền thượng thống lễ diện ban cai quản ban nhạc tòa thánh cùng quý hiền huynh có mặt trong buổi lễ. Kính thưa quý hiền huynh, được sự quan tâm của ban cai quản ban nhạc tòa thánh và trưởng phó bộ phận tu nghiệp tòa thánh cùng các quý vị giảng viên đã tạo điều kiện giảng dạy cho chúng em những âm ba cung bậc, giúp cho chúng em có cơ hội tiến bước lập căn trong nghệ thuật nhạc thánh đường nơi cửa đại đạo tam kỳ hộ độ tòa thánh cho đến. Kính thưa quý hiền huynh, theo lời dạy của các bậc tiền bối thường nhắc nhở, cơ quan nhạc lễ giống như là cơ quan chánh thống của nền đại đạo tam kỳ hộ độ, nhằm thay thân cho hội thánh đền ơn đáp nghĩa cho nhân sanh. Ba cơ quan này mãi mãi trường tồn và phát triển trong nền đại đạo thời gian, để có người thừa kế tiếp tục làm nhiệm vụ cho các cơ quan này, được hội thánh lễ diện tòa thánh cùng ban cai quản ban nhạc tòa thánh ưu ái mở lớp học truyền đạt nghệ thuật nhạc thánh đường để giúp cho chúng em có cơ hội tiến bước lập công và có được thành quả 6 tháng vừa qua cho đến ngày hôm nay. Chúng em xin chân thành trọng ơn ban cai quản ban nhạc bộ phận tu nghiệp ban nhạc tòa thánh cùng các thầy giảng huấn viên đã tạo mọi điều kiện hướng dẫn từng học viên học tập cho đến thực hành, hướng dẫn chỉ bảo mới trong lớp căn bản bổ sung và nâng cao tu dưỡng nghiệp vụ bộ môn âm nhạc thánh đường nghiệp vàng và tạo mọi thuận lợi để chúng em tham gia các học tập. Chúng em cũng không quên công sức quý hiền huynh chức sắc ban nhạc đã hỗ trợ, quý thầy giảng huấn viên giúp đỡ cho chúng em học hỏi trong 6 tháng vừa qua, với nguyện vọng sau này vẫn có học ở đây. Khi thành đạt, chúng em xin hứa trọn tùng hội thánh ban cai quản ban nhạc tòa thánh tuân thủ việc sắp xếp của cấp trên mà lo lập công bồi đức. Hôm nay trong bầu không khí hân hoan ngày lễ tổng kết của bộ phận tu nghiệp và lễ bế giảng 6 tháng hướng dẫn nhạc vừa qua, chúng em không biết nói gì hơn, xin trân trọng cúi đầu trọng ân ban cai quản ban nhạc tòa thánh trưởng phó bộ phận tu nghiệp cùng quý thầy giảng huấn viên đã dành nhiều thời gian quý báu tạo điều kiện hướng dẫn cho chúng em trong lĩnh vực nghệ thuật nhạc thánh đường. Sau cùng, trước khi dứt lời, tiểu đệ xin thay lời toàn thể các bạn học viên xin cầu nguyện ơn trên hai đấng hộ mẫu giảng linh ban nhiều hồng ân cho quý vị. Thành tâm kính chúc ban cai quản ban nhạc tòa thánh, quý hiền huynh trưởng phó bộ tu nghiệp và các thầy giảng huấn viên năm mới an khang thịnh vượng, được dồi dào sức khỏe, hưởng một mùa xuân tràn niềm hạnh phúc, gia đình viên viên hạnh phúc, để sang năm mới dẫn dắt chúng em có một thành quả tốt hơn.
Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng kính mời.